Rare clip mới nhất của ca sĩ Kim Ngân lộ chi tiết khiến khán giả tức mửa mật sau khi chia tay danh hài Thúy Nga. Ca sĩ Kim Ngân lâu lắm mới xuất hiện trở lại trên YouTube và có một chi tiết thay đổi làm nhiều người thấy lo cho bà. Trước kia, khi danh hài Thúy Nga đứng ra lo lắng giúp đỡ Kim Ngân thì Thúy Nga quay video thường xuyên rồi chia sẻ trên YouTube để khán giả biết được tình hình của Kim Ngân. Sau khi Thúy Nga ngưng hỗ trợ đàn chị thì nữ danh hài cũng không cập nhật video khiến nhiều khán giả băn khoăn không biết cuộc sống hiện tại của Kim Ngân như thế nào. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long có vô tình gặp gỡ Kim Ngân trên phố và quay lại video cuộc trò chuyện giữa hai người. Kim Ngân xem ra đã tỉnh táo hơn trước rất nhiều, bà mặc đồ sạch sẽ, gọn gàng hơn. Mái tóc cũng không còn xơ rối do lâu ngày không gội, thậm chí Kim Ngân còn sơn móng tay điệu đà. Bà cũng nói chuyện với Kim Tiểu Long một cách vui vẻ, không còn biểu cảm hoặc rụt rè e sợ hoặc cáu kỉnh không cho ai lại gần như trước kia. Thậm chí, Kim Ngân còn than thở không có tiền, chưa ăn cơm nên rất đói và ngỏ ý muốn Kim Tiểu Long đưa bà đi ăn. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long còn tiết lộ, ca sĩ Kim Ngân chọn đúng quán bán bánh mì Việt Nam rất ngon, chứng tỏ bà biết rõ mọi chuyện và xem ra sau một thời gian được Thúy Nga chăm sóc hỗ trợ, Kim Ngân đã tỉnh táo hơn khá nhiều. Tuy rất vui vì thấy nữ ca sĩ đang dần trở lại cuộc sống bình thường nhưng khán giả cũng nhận ra bà nhìn gầy hơn trước. Thậm chí, chính Kim Ngân còn kể mình đói quá đi không nổi làm nhiều người hết sức lo lắng cho sức khỏe của Kim Ngân. Mật báo việc gia đình Kim Ngân từng định đưa ca sĩ về Việt Nam trị bệnh nhưng bất thành, người thân của ca sĩ Kim Ngân vừa tiết lộ thêm về hành trình điều trị bệnh cho bà. Trong đó có cả kế hoạch đưa Kim Ngân về Việt Nam chữa trị nhưng không thành. Lý do bí ẩn đằng sau khiến dư luận càng hoang mang. Trong cuộc trò chuyện giữa Thúy Nga và em gái ruột của ca sĩ Kim Ngân, khán giả đã biết nhiều hơn về những khó khăn vất vả mà người thân Kim Ngân trải qua khi điều trị bệnh tâm thần của bà. Khi Kim Ngân phát bệnh thì mẹ của bà đang ở Việt Nam. Bởi thế mà gia đình đã thu xếp làm giấy tờ để tìm cách đưa Kim Ngân về Việt Nam vì tin rằng ở quê nhà, bà sẽ có nhiều điều kiện được chăm sóc và chữa trị tốt hơn. Ít nhất thì khi có người thân bên cạnh, ca sĩ Kim Ngân cũng dễ bình phục hơn. Nhưng khi em gái đưa Kim Ngân đi mua quần áo để về Việt Nam mặc thì nữ ca sĩ lại nhặt toàn quần áo dày dành cho mùa đông lạnh giá. Đến lúc người em gái giải thích rằng khí hậu ở Việt Nam nóng nực, không cần mặc đồ dày như vậy thì Kim Ngân đã nổi cáu, quát mắng om sòm rồi đi về, không mua gì nữa. Cũng sau lần đó, Kim Ngân nhất quyết không chịu bay về Việt Nam vì giận dỗi em gái. Trước đó, mẹ của Kim Ngân cũng giải thích rằng nữ ca sĩ mắc chứng rối loạn đa nhân cách nên gia đình luôn phải đối xử thật nhẹ nhàng, mềm mỏng, chiều theo ý Kim Ngân để bà được vui. Chỉ cần to tiếng hay dục dã, phản đối Kim Ngân điều gì là bà rất dễ nổi cáu. Bởi tính của Kim Ngân chỉ muốn làm những gì mình thích, rất ghét bị người khác sai bảo ép buộc. Hiện giờ, Thúy Nga sẽ ngưng giúp đỡ Kim Ngân, gia đình bà tiếp tục chăm sóc, chữa trị Kim Ngân và khán giả đều mong nữ ca sĩ sẽ sớm tỉnh táo trở lại.